Tâm An xin kính chào tất cả quý vị khán thính giả đang cùng nhau lắng nghe và đồng hành cùng với Tâm An trên kênh đọc truyện audio hài ngoại. Tâm An rất vui vì được gặp lại tất cả quý vị vào khung giờ phát sóng truyện buổi trưa ngày hôm nay và tiếp tục gửi đến cho quý vị tập 21 của câu chuyện Sao sáng chờ anh về, tác giả Phạm Vũ Anh Thư. Ngày hôm nay Tâm An tiếp tục gửi đến cho quý vị những tình huống vô cùng gay cấn và đau xót bởi vì cô gái tên là Diệp Anh đã trừng trị được một người tàn độc như bà Phượng nhưng mà trong trái tim của cô lại chưa bao giờ ngừng dai dứt và đau thương cô ấy quyết định rời xa Hà Nội để trở về đảo sống tiếp những ngày tháng còn lại nhưng mà mọi chuyện lại không hề đơn giản như Diệp Anh nghĩ vậy thì chuyện gì lại đến với cô xin mời quý vị chúng ta cùng chú ý theo dõi tập truyện ngày hôm nay để biết thêm những tình tiết thú vị nhé Cảm ơn quý vị đã luôn đồng hành cùng với Tâm An và Tâm An xin chúc cho quý vị có những giây phút nghe chuyện vui vẻ. Ngay bây giờ, Tâm An xin được gửi đến cho quý vị tập 21 của câu chuyện Sao sáng chờ anh về. Tôi mặc kệ những lời trời bới của chị Nguyệt Trải qua quá nhiều chuyện Bây giờ tôi không còn bận tâm Tới những lời mắng chửi Tôi cảm thấy nó thật là vô thường Vô phạt Nên tôi nhanh chóng đáp lại ngay Thế nên Để tôi không dồn anh ấy vào đường cùng Thì chị phải giúp tôi Chị giúp tôi Mở một cuộc họp báo Tôi với tư cách là kẻ bị hại Tôi sẽ đứng lên chứng minh sự trong sạch cho anh ấy khi nghe tôi nói đến đây Chị Nguyệt có chút sững sờ Không tin nổi Một lúc lâu chị mới có thể lên tiếng Thôi được Bây giờ cô cứ chuẩn bị đi Tôi đang ở ngoài sân bay Tôi sẽ liên hệ với các tòa báo Ngày ngày mai sẽ mở hộp báo Tôi không có nhiều thời gian Chỉ xin nghỉ được đúng 3 ngày Nên hy vọng cô nói được làm được 24 giờ chờ đợi Là 24 giờ cực hình Mụ gì ghẻ đã bị đưa lên đồn công an tạm giam. Cho dù mộ ta có giả điên già bệnh cũng không thể nào thoát khỏi nghiệp vụ của các chú công an. Bây giờ tôi không còn quan tâm nhiều đến chuyện đó nữa. Chỉ nghĩ đến Lâm, ý ra tôi cảm thấy mình có thù hận như thế nào. Thì nên giữ lại một chút lương tâm làm người. Lâm không có lỗi, không việc gì tôi không đính chính cho anh. Sáng ngày hôm sau, Nguyệt đã bay từ Úc về đến Việt Nam. Lúc tôi và chị ta ra đến hội trường Cuộc họp báo Thì có rất đông phóng viên đã vây kín Đây là lần đầu tiên tôi đứng trước đông phóng viên Và nhà báo đến như vậy Những ngóng kính chĩa vào tôi Nhưng tôi hoàn toàn không cảm thấy run sợ Tôi lặng lẽ ngồi vào ghế chính giữa Sau khi đợi người của Nguyệt tuyên bố lý do họp báo Tôi cũng đứng lên kể lại toàn bộ sự việc Suốt gần 20 năm qua Tôi biết phóng viên đều nắm rõ về vụ việc này nên không kể quá nhiều chi tiết mà hầu hết là kể đến những việc Lâm đã làm cho chị em tôi. Từ việc anh lén lút giấu đồ ăn cho chị em chúng tôi đến việc anh báo công an phường việc mụ gì ghẻ bạo hành chúng tôi. Nhưng công an bị đồng tiền làm che mắt đã không quan tâm. Sau đó không thể làm gì được nữa anh đành cắt tay để ngăn cản việc mẹ anh bạo hành chúng tôi cho đến việc khi chúng tôi bị bán, anh liền báo cảnh sát một lần nữa, chỉ đáng tiếc cảnh sát không có bằng chứng về việc mụ gì ghẻ bán chúng tôi. Nên gần 20 năm nay, Lâm sống vô cùng rằn vặt và dày vò. Suốt gần 20 năm nay, anh ép mẹ anh ra đầu thú, thậm chí có những khoảng thời gian anh đã không thèm nhìn mặt mẹ mình. Lâm chưa bao giờ dung chúng cho tội lỗi của mẹ anh Nhưng bản thân anh cũng không có bằng chứng Để ép bà ta nhận tội Nên chỉ đành bất lực dùng cách cự tuyệt bà ta Để mà ép bà ta Những đoạn video anh nói chuyện Khuyên tên bắt cóc ra đầu thú Hay những đoạn ghi âm anh nói chuyện với mụ gì ghẻ Với thái độ lạnh lùng Khuyên mụ ta nên sám hối và tự thú Đều được tôi phát lên Tôi nói rõ với đám phóng viên Căn biệt thự mà mụ gì ghẻ sống và 40% cổ phần công ty Lâm giành lại và đang trong quá trình hoàn tất để trả lại cho chị em tôi. Hy vọng rằng tất cả những trang báo chỉ mũi nhọn về phía của Lâm lập tức được gỡ bỏ. Sau khi họp báo xong, chị Nguyệt đưa tôi ra ngoài, còn chị ta vẫn nán lại với đám phóng viên đưa ra minh chứng. Lâm không hề dùng một đồng tiền của Phượng Quang nào để làm từ thiện. Số tiền từ thiện đều là do anh tự làm nên cũng chứng minh cho họ thấy từ năm lâm 16 tuổi anh đã rời gia đình để tự lập kiếm sống nuôi thân không hề nhờ và mẹ anh bất cứ chuyện gì bằng tiến sĩ là nỗ lực của anh không hề có ảnh hưởng của gia đình anh hơn chục năm anh không về nhà mãi đến hai năm gần đây anh mới quay về cuối cùng chị ta còn khóc lóc uất ức không ai được lựa chọn nơi mình sinh ra lâm cũng vậy nếu là bố mẹ của chúng ta gây tội ác có chắc là chúng ta dám đứng lên tố cáo hay là báo cảnh sát không hay là ngược lại chúng ta còn bao che cho họ đạo lý làm người quan trọng nhất là chữ hiếu anh ấy không thể giết mẹ mình nhưng mọi người thấy rõ anh ấy không hề dung túng cho mẹ mình mọi người còn muốn ép anh ấy như thế nào đây anh ấy còn lựa chọn nào khác đâu làm con của mẹ anh ấy là quá đủ khổ cho một kiếp người rồi còn muốn anh ấy phải khổ thế nào nữa đây Đàm phóng viên bên dưới im lặng hoàn toàn Đến khi họ ra về Tôi mở điện thoại lên Thấy những bài viết về Lâm Đã dần dần được gỡ bỏ Trên mạng bắt đầu xuất hiện Những bài bênh vực anh Những bình luận chửi rùa trong trang cá nhân của Lâm Cũng bắt đầu được xóa đi Tôi ngồi trong nhà vệ sinh Đợi một số bài báo chính thống đang bài đính chính Mới lặng lặng đứng dậy Thế nhưng vừa mới đứng lên Dạ dày của tôi bỗng cuộn Chào một cơn nôn ẻ mấy ngày hôm nay tôi ăn uống thất thường nên dạ dày thi thoảng lại cuộn lên vài cơn như thế. tôi loạn trọa, bám tay vào cánh cửa và đi ra ngoài bồn rửa mặt để vốc nước lên mặt. nhưng không hiểu tại sao mùi nước lại khiến cho tôi có cảm giác khó chịu. tôi lại tiếp tục ọ ọe thêm một lần nữa. lúc này cô lao công dọn vệ sinh cũng đi tới, thấy tôi nôn ọe như vậy, cô cười lại bảo với tôi: cháu đang có thai đi à? Chắc là người mùi nước đánh bồn cầu này nên mới nôn liên tục đấy. Nhiều người không ngén thức ăn mà lại ngén mấy cái loại này cơ. Khổ. Mà nhìn cháu xanh sao thế kia khả năng là thiếu máu nên là bị ngén nhiều hơn đấy. Nghe đến mấy chữ có thai tôi có chút kinh hãi và hoàng hốt. Đây là điều tối kỵ. Tối kỵ nhất đối với tôi. Nên ngay lập tức tôi gạt đi. Tôi luôn dùng biện pháp tránh thai làm sao mà có thai được chứ. Nên tôi đáp lại qua loa vài lời với cô lao công Rồi đi thẳng ra ngoài Lúc ra đến sảnh tôi đột nhiên sững lại Khi nhìn thấy Lâm đang đứng Cùng với chị Nguyệt Không rõ hai người đang nói chuyện gì Chỉ thấy vẻ mặt của Lâm rất tệ Rất khó chịu và rất tiều tùy Mới ba ngày không gặp Mà Lâm gầy đi rất nhiều Đôi mắt trũng sâu Những tia máu trong mắt đỏ rực Cả người phảng phất một sự mệt mỏi Và nỗi đau không thể nào giấu Đáy lòng tôi bỗng đau đớn một cách kỳ lạ Tôi không dám đối diện với Lâm Nên xoay người định ra bằng cổng phụ Để bắt taxi rời đi Thế nhưng vừa bước được hai bước Tôi bỗng thấy tối sầm lại Trong phút chốc liền loạn troạn rồi khụy xuống Có tiếng bước chân chạy rất nhanh đến Đầu tôi mơ hồ cảm nhận được Lâm Đang bế thốc tôi lên Còn hoàng hốt gọi tên tôi Diệp Anh, Diệp Anh Em bị làm sao thế này Hình như cô ấy không ổn rồi Anh Lâm lập tức đưa cô ấy đến bệnh viện đi Ra đến xe Lâm đặt tôi ngồi bên ghế phụ Rồi vội vã lái xe Một lúc sau đó Đầu óc của tôi lúc này dần dần ổn định Không phải tôi ngất Mà chỉ là một cơn choáng váng Xây sầm đầu óc ập đến Xe đi được một quãng Theo hướng vào bệnh viện Bạch Mai Trong giây lát tôi ngồi dậy Không rõ mình sợ hãi điều gì Chỉ siết lấy tay rồi nói với Lâm cho tôi về phòng trọ tôi đưa em vào viện đợi khám xem kết quả thế nào sau đó tôi đưa em về tôi không sao đâu tôi chỉ bị choáng váng một chút thôi nhưng sắc mặt em rất xanh sao chúng ta khám nhanh thôi khám xong rồi về tôi tôi không muốn đến bệnh viện đâu tôi tự biết sức khỏe của tôi thế nào anh đưa tôi về phòng đi nếu không anh dừng xe lại để tôi tự bắt xe về em sợ cái gì mà không dám đến bệnh viện chứ. Tôi liếc mắt nhìn Lâm, thấy anh đang nhìn chằm chằm vào mình. Đột nhiên tôi không bình tĩnh được, tôi nói gần như quát. Tôi chẳng việc gì phải sợ, nhưng tôi không muốn đi cùng với anh. Không muốn nhìn thấy anh. Tôi bị thiếu máu thôi, thiếu vi chất, thường xuyên choáng váng. Tất cả là do mẹ anh hành hạ dày vò tôi còn gì. Hậu quả mẹ anh gây ra cho tôi là một đống bệnh trong người, cả tâm lý hoàng sợ. Nhìn thấy anh tôi lại nhớ đến mẹ anh đấy nhớ đến những gì mà mẹ anh gây ra cho tôi nhớ đến những năm tháng khốn khổ của tuổi thơ thế nên đừng có giả mèo khóc chuột tôi dù có chết cũng không cần anh đến đậy hộ tôi nắp quan tài đâu ăn cơm chó nhiều bây giờ sinh bệnh đâu có gì là lạ chứ nếu anh không đưa tôi về anh mở cửa xe tôi tự xuống tự về yết hầu của lâm trượt mạnh một cái bàn tay siết chặt lấy vô lăng giống như cố đè nén cảm giác đau thương sau cùng tôi nghe tiếng anh cất lên, vừa thê lương vừa khổ sở. "Để tôi đưa em về." Suốt đoạn đường trên xe, tôi và Lâm không ai nói thêm với ai câu nào nữa, mãi cho đến khi về đến gần nhà trò, Lâm mới cất lời nói với tôi. "Thật ra em không cần phải làm như vậy. Những lời bình luận hay những bài báo đó chẳng có gì to tát so với những nỗi đau mà em phải chịu." Nó đâu có đáng là gì chứ Lâm nói như vậy có nghĩa rằng Anh đã đọc hết tất cả những lời trời rùa anh Có nghĩa rằng suốt 3 ngày nay Anh thực sự biết mình bị công kích ra sao Tôi nhìn Lâm tự Dương cảm thấy xót xa vô cùng Cố gắng mãi Tôi mới dặn được vài câu Tôi làm như vậy không phải vì anh Mà là bởi vì lương tâm của tôi Dù sao Anh cũng không đến nỗi tệ giống như mẹ anh Một người tử tế và đàng hoàng như anh lẽ ra nên có một cuộc sống tốt tôi không thể nào tha thứ cho mẹ anh tôi luôn nhớ rằng anh là con của bà ta thì tôi phải hận nhưng anh không có nghĩa rằng tôi muốn dồn anh đến đường cùng ít ra anh cũng từng giúp ba chị em tôi nếu chỉ vì anh mang dòng máu của bà ta mà tôi dồn anh đến chết thì tôi không làm được tôi đạt được mục đích rồi anh nếu như không trả thù tôi thì tôi chỉ mong không liên quan gì đến anh nữa từ bây giờ trở đi tôi không muốn gặp lại anh. Tôi cũng không muốn nhìn thấy anh hay là dính dáng bất cứ chuyện gì với anh nữa. Chỉ có như vậy, tôi mới có thể quên đi quá khứ, làm lại cuộc đời. Bởi chỉ cần nhìn thấy anh thôi, nghĩ đến mẹ con anh thôi, là tôi lại cảm thấy quá khứ đau thương hiện về. Tôi không chịu nổi được đâu. Lâm Không nhìn tôi, nhưng anh hít một hơi rất dài rồi nhỏ nhẹ nói với tôi, có một chuyện này, em có thể đồng ý với tôi không? Chuyện gì? Nhà trọ này quá cũ kỹ, lại rất nhiều thành phần tạp nham. Nếu em không muốn về căn biệt thự để sống thì tôi sẽ tìm cho em một nơi ở mới, sạch sẽ và an toàn hơn. Không cần đâu. Tôi sẽ về đảo. Tôi ở đấy cho đến khi nào tôi nhận bằng. Tôi ở tạm vài ngày, lấy lời khai xong thì tôi đi. Có nhận bằng, chắc gì? tôi đã sống ở hà nội chứ thế nên anh không cần về giúp tôi anh có biết không chỉ cần anh đường xuất hiện trước mặt tôi như vậy là tốt với tôi lắm rồi ánh mắt của lâm rất u ám sau cùng anh gật đầu tôi hiểu rồi có gì tôi sẽ liên hệ với luật sư của em ừ nên như vậy về đến nhà trò chơi đã xế chiều mấy ngày nay vì tin tức trên mạng liên quan đến lâm nên tôi ăn uống rất thất thường bụng dạ thi thoảng lại khó chịu thế nhưng bây giờ tôi chẳng còn tâm trạng để tắm rửa nữa dọn dẹp nhà xong xuôi tôi nằm vật xuống đệm còn khoảng một tháng nữa thôi là tôi sẽ nhận bằng trước kia tôi từng mơ ước mình sẽ trở thành giảng viên ngành công tác xã hội trong trường đại học mà tôi đang theo học có điều tôi biết tôi và lâm không thể nào làm chung một môi trường nên bây giờ tôi sẽ tính dần dần đến một phương án khác Tôi không có hứng thú với kinh doanh, cũng không học về kinh doanh. Nếu như lầm có trả lại 40% cổ phần công ty lẫn căn biệt thự, tôi cũng chỉ biết nhờ Khánh liên hệ và bán đi. Dùng số tiền đó để tích lũy cho mai sau. Không rõ Phượng Quang dính đến những sai phạm trong đấu thầu thì 40% cổ phần kia tôi sẽ còn được bao nhiêu. Nhưng dù ít dù nhiều thì đó vẫn là công sức mà mẹ tôi vun đắp cho bố tôi gây dựng lên công ty. Nghĩ đến đây tôi có chút tiếc nuối. Giả như chị Linh còn sống hoặc là tôi tìm thấy tung tích của Hiếu, có lẽ chị em tôi có thể cùng nhau gây dựng lại công ty. Đáng tiếc, kẻ vô dụng như tôi chỉ có thể bán đi chứ không còn cách nào khác. Nằm một lúc tôi bỗng thấy bên ngoài có tiếng gọi cửa. Mở cửa ra, tôi thấy một người shipper đưa cho tôi một hộp cơm tấm cùng với một cốc nước ép lựu chị là diệp anh có phải không ạ à? đây là đồ ăn của chị phiền chị nhận giúp cho nhìn thấy suất cơm tấm tôi nhận ra là ai mua cho tôi thế nhưng tôi không muốn nhận tôi không đạt đồ ăn nên tôi không thể nào nhận được đâu cậu trả lại giúp tôi đồ này là người ta đặt cho chị mà người ta thanh toán tiền rồi nên không trả lại được đâu chị chị nhận giúp em nếu không em bị đánh giá một sao lại không có tiền nuôi mẹ nuôi con đâu ạ à? vậy cậu mang về ăn đi coi như là tôi nhận rồi làm thế này làm sao được chị em làm shipper nhưng mà có đạo đức nghề nghiệp chứ với lại đây là khách quen của em biết em hoàn cảnh nên rất hay gọi em ship đồ thường xuyên cho em dư tiền em làm sao mà dám làm ra cái trò dối trá này được chứ chị nhận giúp em mà nếu như chị không ăn ấy chị đổ đi cũng được nhìn dáng vẻ khắc khổ của cậu shipper tôi không muốn làm khó cậu ấy Chị đành nhận lấy hộp cơm Rồi khóa cửa lại Lúc kéo hộp cơm ra Tôi thấy trên hộp cơm có một màu giấy nhỏ Và có nét chữ của Lâm trên đó Anh không ghi gì nhiều Chỉ ghi số nhà trọ của tôi Suất cơm còn nóng hồi Nước ép lựu cũng rất thơm Là thứ đồ xa xỉ Thì thoảng tôi mới dám ăn Trong 4 năm đại học Cho đến khi tôi gặp Lâm Nhìn suất cơm này tôi lại nhớ đến khoảng thời gian đầu mới kết hôn cùng Lâm. Mỗi lần tôi nhịn đói, anh đều mua cho tôi một suất cơm như vậy. Mùi thơm của sườn cốt lết, thoảng qua cánh mũi, đằng nào cũng không thể nào lãng phí thức ăn, nên tôi xúc từng thìa cơm cho lên miệng. Bữa cơm này không còn ngon, nhưng so với những thứ đồ vớ vẩn tôi ăn trong ba ngày nay, đây chính là thứ dễ nuốt nhất ăn cơm xong tôi uống hết cốc nước ép rồi đi vào trong nhà vệ sinh để đánh răng trong nhà vệ sinh có một chiếc gương nhỏ tôi soi mình trong gương và tôi thấy giống như là âm hồn giã quỷ tôi gầy đến nỗi gân xanh nổi cộm lên chiếc bụng dù ăn no cũng không có dấu hiệu to lên một chút nhìn thấy chiếc bụng tôi vô thức đưa tay chạm lên nó và nghĩ đến lời của cô lao công tôi lại nghĩ đến nỗi sợ hãi mơ hồ khi lâm định đưa tôi vào bệnh viện tôi liền bật cười tại sao tại sao tôi lại phải sợ hãi cái thứ chuyện điên rồ ấy chứ lần nào làm tình tôi và lâm cũng dùng biện pháp tránh thai không là bao cao su cũng là thuốc tránh thai bụng tôi chẳng hề to lên tôi chẳng thèm ăn bất cứ thứ gì thì làm sao mà tôi phải sợ tôi sợ cái quái gì chứ và có lẽ bởi vì tôi bị ám ảnh việc mang thai trong một thời gian dài ám ảnh việc mang thai với con của kẻ thù nên mới nảy sinh cái thứ cảm giác mơ hồ đó có thai ư làm sao mà có được chứ tôi không thể nào để cho mình có thai được làm sao tôi có thể để dòng máu của kẻ thù chảy trong cơ thể của tôi được chứ lần đầu tiên của tôi và lâm còn làm tình đến ba bốn lần trần trụi sau đó uống thuốc tránh thai khẩn cấp vẫn rất an toàn đấy thôi. Đến đây, nghĩ đến đây, tôi mới thấy lòng mình nhẹ nhõm đi một chút. Giấc ngủ đêm nay cũng mới mang một chút bình yên. Sáng sớm hôm sau, khi ngủ dậy, tôi nhận được điện thoại của Khánh, hẹn tôi ra công ty của anh. Trước kia vì giữ kín thân phận để trả thù nên tôi không dám tiếp xúc quá gần với Khánh. Nhưng bây giờ Mụ gì ghẻ bị tống vào tù rồi Tôi không còn phải e rẻ gì thêm nữa Sau khi đến công ty Khánh Tôi lại thấy xe của chị Thu Đang dừng đỗ bên ngoài hiên Lễ Tân nhìn thấy tôi Bảo tôi cứ lên thẳng phòng của Khánh Bởi vì anh dặn cô ấy như vậy Khi lên đến phòng Khánh Cánh cửa phòng không khóa Chỉ đang khép hờ Khi lên đến hành lang Tôi nghe thấy tiếng anh cất lên Tội của ông Quang không quá nặng nhưng cần khắc phục thì án mới giảm được, 20% cổ phần công ty bán đi, số tiền ấy dùng để khắc phục những sai phạm thì cùng lắm chỉ bị khoảng 7 đến 8 năm tù, còn không thì ít nhất phải 15 đến 20 năm. Chị cứ suy nghĩ kỹ đi, ông ta sang tên cho chị 20% thì số cổ phần đó chị được phép quyết định. Phượng Quang tuy phát triển, nhưng sau vụ phốt to tướng, nếu bây giờ không có ai điều hành, chắc chắn nhanh chóng bị đào thải thôi. Tôi đồng ý đứng ra bảo chữa cho ông Quang Nên tôi sẽ cố gắng Làm những điều tốt nhất cho ông ấy Chị muốn tài sản hay là muốn chồng mình Thì tuy chị Đằng nào mười mấy năm nay Mấy mẹ con chị Cũng sống no đủ tất cả là nhờ ông Quang Đến bây giờ cũng cần một khoản tích lũy Chị đi làm cộng thêm số tiền tích lũy kia Chị thừa sức Để nuôi hai đứa con Vậy thì cậu giúp tôi liên hệ bán đi Trong giới kinh doanh tôi không có quan hệ nhiều Tôi không biết định giá Không biết 20% sẽ bán được bao nhiêu Tôi không cần tiền nữa Tôi chỉ cần anh Quang được ra tù càng sớm càng tốt Làm lại cuộc đời Còn hai đứa nhỏ Tôi không thể nào để chúng nó không có bố được Lúc chị Thu ra đến bên ngoài Chị ấy liền nhìn thấy tôi Có lẽ bởi sắc mặt của tôi rất tệ Nên chị ta thoáng chút giật mình Còn xen lẫn một chút thương hại Ban đầu chị ta chỉ gật đầu chào tôi Thế nhưng lúc đi qua tôi Đột nhiên chị ta dừng lại Diệp Anh này Cô có biết chuyện Cậu Lâm thôi việc ở trường rồi không Chị ta hỏi tôi khiến tôi hoàn toàn bất ngờ Chưa kịp đáp Chị ta lại nói tiếp Chắc là do áp lực dư luận Nên cậu Lâm xin nghỉ việc rồi Hình như xong dự án điện ở đảo Thì cậu ta xin nghỉ hẳn đấy Em trai tôi cũng xin nghỉ việc Để chuyển về trường đại học Vinh để làm việc Nó thấy ai náy với cậu Lâm khi thấy dư luận chửi bới cậu ấy mạt sát cậu ấy còn quá khích vào tận trang của trường các câu lạc bộ của trường để chửi nên nó suy nghĩ rất nhiều và đưa ra quyết định như vậy chuyện cô lấy cắp tài liệu tôi biết chứ nhưng bây giờ tôi không còn trách cô nữa diệp anh này dù sao làm sai thì làm sai nếu không phải cô thì chắc chắn các đối thủ khác cũng tìm cách đưa ra sai phạm của phượng quang thôi khi biết tất cả những gì cô phải trải qua tôi cảm thấy mình còn may mắn hơn cô rất nhiều cô làm như vậy không sai cô không sai với ai càng không sai với tôi tôi nhìn vào chị ta nghĩ đến những việc mà chị ta làm và quả báo của chị ta đang phải gánh chịu tôi nghĩ rằng mình nên lấy đó làm tấm gương thật ra sự việc năm ấy chị ta sinh non đúng là do tôi cháo thuốc nhưng tôi hỏi anh quang rồi anh ấy không hề cho chị ta uống thứ thuốc mà tôi gửi bởi vì anh ấy cũng đã đoán ra được chỉ là do số kiếp hai đứa nhỏ không giữ được chị ta từng sinh non rất rất nhiều lần thành từ cung mỏng cổ từ cung lạnh ngắn nên hai đứa nhỏ lần ấy cũng không thể nào giữ được nhưng nói như vậy không có nghĩa rằng là tội của chị ta và tội của tôi được xóa đi dù sao thì tâm của tôi từng ác Nghĩ đến việc chị ta gây ra trăm tội ác nghiệp Bây giờ bị quật Đến con trai chị ta Tôi còn cảm thấy sợ Tôi có hai đứa con Chúng nó là tính mạng của tôi Bây giờ sám hối cũng muộn Nhưng mà thả muộn còn hơn không Có đúng không cô Diệp Anh Tôi nuốt một ngụm khí Tôi đáp lại ngay Thiện không đúng chỗ là ác Ác đúng chỗ là thiện Nhưng việc chị làm với bà ta Xài với ai tôi không biết nhưng đúng là đúng với bản thân tôi Bà ta ác như vậy Phải có người trừng trị cho thích đáng Để bà ta biết quà báo chỉ đến muộn Chứ không phải là không đến Chị không cần phải dằn vặt quá nhiều làm gì Ít nhất thì chị biết chọn điểm dừng Ít nhất Chị còn ý thức được việc mình làm Tôi cũng mong chị và hai đứa nhỏ Sẽ có một cuộc sống mới Tốt đẹp hơn Ừ Cô cũng vậy nhá Đợi chị Thu đi khuất Tôi mới đi vào bên trong phòng Khánh Thấy thôi anh liền đưa lá đơn ly hôn Đã soạn sẵn cho tôi Em đọc xem Thế này được chưa Rồi ký vào Đợi Lâm ký xong anh nộp lên tòa Sáng nay anh ta có liên hệ với bọn anh Về việc sang tên lại căn biệt thự cho em Thủ tục anh bảo với Trung rồi Còn cổ phần công ty Không thấy anh ta nhắc đến Chắc là suy nghĩ lại rồi 40% cổ phần đó rất có thể Anh ta dùng để khắc phục hậu quả của bà Phượng để bà ta được giảm án. Chỉ là bây giờ Phượng Quang đang rơi vào thế bí, 40% kia không rõ có thể bán được bao nhiêu. Sai phạm này là sai phạm trong đấu thầu, nên sai ở đâu, xử lý ở đấy. Công ty cũng không đến mức bị phong tỏa hay là bị phá sản. Chỉ là dính vào vụ phút kia, nhiều công ty khác không muốn dây đến Phượng Quang nữa. Nên em cứ yên tâm, với sai phạm của mụ ta, có khắc phục ấy, thì ít nhất vẫn là 15 năm tù. Thêm cái tội mua bán trẻ em Gây hậu quả nghiêm trọng Tổng hình phạt phải đến 20 Đến 30 năm tù Đời này mụ ta một gông ở trong đấy rồi Em yên tâm rồi chứ Không hiểu sao tôi có cảm giác Khánh cố tình nhấn mạnh với tôi Việc Lâm giữ lại 40% cổ phần công ty Để khắc phục hậu quả Giảm án cho mụ gì ghè Thấy tôi không đáp Khánh lại nói tiếp anh xem lại buổi họp báo hôm qua rồi Diệp Anh này Dù sao anh ta cũng là con trai của bà Phượng Anh ta nói trả 40% cổ phần công ty cho em Chắc là chỉ để xoa dịu Và chấn an em thôi Để dư luận không chĩa mũi vào anh ta thôi Cuối cùng anh ta vẫn dùng số cổ phần đó Để giúp mẹ mình Và đến cuối cùng Anh ta vẫn không thể nào bỏ mẹ mình được Thế nên Lẽ ra em đừng nên tổ chức buổi họp báo Để mà bênh vực cho anh ta như vậy Điều đó thực sự vô nghĩa Rõ ràng tôi biết Lâm là con của mụ gì ghẻ Là kẻ thù của tôi Lẽ ra những lời này của Khánh Tôi phải cảm thấy thất vọng Nhưng lòng tôi lại cảm thấy khó chịu Khó chịu nhiều lắm Cảm tưởng như tôi đang nghe ai đó nói xấu Về một người mà tôi rất yêu quý Rất ngưỡng mộ Nhưng dù khó chịu Tôi vẫn phải nhìn nhận vào thực tế Rõ ràng Lâm nói rằng Anh sẽ trả lại 40% cổ phần công ty cho tôi cỡ sao bây giờ lại không nhắc đến nữa thực sự là anh dùng nó để khắc phục hậu quả cho mẹ anh hay còn lý do nào khác tôi không muốn nghĩ cũng không dám nghĩ chỉ thấy chua chát trong lòng đứng ở góc độ là một người con tôi không thể nào trách anh được mụ ta vẫn là mẹ của anh là người sinh ra anh ai có thể bỏ mẹ mình được chứ ký xong đơn ly hôn khánh đưa tôi lên đồn công an để lấy thêm lời khai nữa. Sau khi lấy lời khai, tôi xin được vào thăm mụ dì ghẻ. Mụ ta bị giam trong một căn buồng, hai tay bị cầm lại, vừa nhìn thấy tôi, đã định lao đến. Nhưng liền bị những song sắt giữ chặt. Mụ ta kích động, gào lên chửi mắng tôi. Còn danh con, mày dám lừa tao? Đợi tao ra tủ, tao sẽ giết mày. Tôi bật cười thành tiếng, nhìn mụ ta Bà đi tù khoảng 30 năm. Bây giờ là bà bao nhiêu tuổi rồi nhỉ? 51 phải không? Cộng thêm 30 năm nữa là 81 à. Lúc đó bà biến thành một bà già chân chậm mắt mờ rồi bà định giết tôi thế nào? Mà chắc gì bà đã sống được đến 81 tuổi. Với cái thái độ này của bà, cẩn thận nhé, không lại bị bạn tù đánh cho thân tàn ma dại đấy. Còn khốn nạn kia mày còn khốn kia khốn sao tôi làm sao có thể khốn bằng bà tôi chỉ trả lại cho bà những thứ mà bà đã làm với gia đình tôi bà yên tâm đi vong linh của mẹ tôi sẽ không tha cho bà đâu ngồi tù cố gắng mở to mắt ra mà xem mẹ tôi sẽ đến đòi mạng của bà đêm đêm bà nằm ngủ ấy bà xem bà có mơ thấy ngày mẹ tôi ngã từ trên sân thượng xuống dưới đất hay không Tôi nói cho bà nghe Tôi đã đi gọi hồn mẹ tôi Mẹ tôi bảo rằng Mẹ tôi sẽ ám bà Đến hết cuộc đời của bà Quả báo mà bà gây ra đấy Bà hại chết mẹ tôi Vòng thai nhi trong bụng của mẹ tôi Cũng không được siêu thoát Mẹ tôi và đứa bé ấy Sẽ ám bà cho đến khi Bà bị đầy xuống 18 tầng địa ngục Mụ gì ghẻ kinh hãi Rú hét Đôi mắt long sòng sọc gầm gừ Sao mày không chết? Tại sao mày còn sống mà quay về? Tại sao mày không chết đi? Tôi phải sống để mà quay về chứ. Phải về mà báo thủ bà chứ. Mấy mấy năm nay, tôi sống chỉ để chờ đến ngày này thôi. Ngày mà bà phải chịu báo ứng mà bà gây nên. Ác giả, ác báo. Giả mà năm đấy bà nghe lời con trai của bà tự sám hối, tự đi đầu thú, thì hậu quả đâu có nặng nề thế này. Nhưng cũng may, bà không nghe lời của anh ta thì tôi mới có cơ hội mà tự tay báo thù chứ Hài. cái cảm giác này hả hê lắm bà có biết không bà biết tôi lợi dụng con trai của bà như thế nào không tôi chốc thuốc anh ta quay lại video để ép anh ta cưới tôi đấy hàng ngày sống bên cạnh tôi tôi giả vờ như tôi rất yêu anh ta tôi rất thương bà từng bước từng bước lấy lòng anh ta khiến anh ta tin tưởng tôi những đoạn ghi âm bà biết từ đâu mà có không là trong chiếc vòng bạch kim có gắn kim cương mà bà đang đeo đấy là tôi cháo đổi nó bà nói cái gì bà làm cái gì từng hành động từng cử chỉ của bà từng địa điểm tôi đều nắm rõ trong lòng bàn tay thế nên tôi mới dễ dàng ăn trộm tài liệu và tôi có thể tặng cho bà một món quà lớn như vậy trong ngày sinh nhật công ty những việc ác bà gây ra cho gia đình tôi bà có thể quên nhưng tôi thì không bà nhìn cho kỹ gương mặt của tôi đi ba mươi năm nữa bà ra tù nếu như bà chưa chết tôi lại tự tay tiễn bà về địa ngục bộ dì ghẻ lúc này khuỵ chân xuống nền đất hai tay đưa lên đấm ngực thùm thụp gào thét rồi khóc lóc như mưa tôi không muốn nhìn thấy gương mặt của người đàn bà này dù chỉ là một lần nào nữa và tôi chẳng muốn nói thêm gì nên tôi xoay người bước đi. Tất cả những lời cần nói tôi đều nói rồi, đứng thêm với người đàn bà ác độc này dù chỉ là một giây, một phút, tôi đều cảm thấy kinh tởm. Bà ta trả giá, tôi cũng làm lại cuộc đời, tôi sẽ sống một cuộc sống tốt đẹp hơn để mẹ tôi, chị tôi trên trời cũng mỉm cười với tôi. Hy vọng rằng nơi xa xôi ấy, chị và mẹ sẽ phù hộ cho phía cảnh sát sớm tìm được em trai tôi. Cũng hy vọng rằng thằng Hiếu đang còn sống. Chỉ cần như vậy thôi, tôi mới có động lực để mà bước tiếp. Tôi ở lại Hà Nội thêm 3 ngày nữa để lấy toàn bộ lời khai. Đến ngày thứ tư tôi liền sách hành lý, bắt xe rời khỏi đất thủ đô. Trước kia tôi từng nghĩ rằng, trải qua hàng trăm nỗi đau đớn như vậy, có chết cũng là giải thoát cho bản thân. Thế nhưng giờ đây, suốt gần một năm ở cạnh Lâm, cùng nhau trải qua rất nhiều lần sinh tử, cho đến bây giờ trả thù xong. Tôi mới nhận ra, hóa ra tôi vẫn sợ chết. Hóa ra mình vẫn còn muốn được sống, và muốn được sống thật tốt. Tôi hy vọng rằng, ngày ngày tháng tháng qua đi, tôi có thể dần quên đi tất cả, nhưng nỗi đau, tôi có thể quên đi được Lâm, và bắt đầu một cuộc sống mới tôi có thể lấy chồng, sinh con, sống một cuộc sống an nhàn tự tại. Còn về Lâm, tôi cũng hy vọng rằng anh đừng dày vò hay dằn vặt mình thêm nữa. Anh đừng cố chấp với một tình yêu đầy đau đớn và nghiệt ngã này. Tôi không thể yêu anh, anh cũng không thể nào yêu tôi được. Nếu có kiếp sau, tôi mong rằng anh sẽ được sinh ra trong một gia đình tử tế, sống một cuộc đời thật cao đẹp vĩnh viễn không phải chịu đau khổ hay dày vò ở kiếp này cùng tôi. Bởi vì suy nghĩ thông suốt nên lòng tôi rất nhẹ nhàng. Ra đến bến xe tôi nhìn lại Hà Nội một lần nữa rồi lặng lẽ trèo lên xe. Xe chậm chậm rời khỏi đất Hà Nội. Tôi cũng nhìn theo những cảnh vật khuất xa và mỉm cười. Mong rằng khoảng thời gian về đảo sẽ bằng một thứ nào đó giúp tôi chữa lành tất cả mọi vết thương. Đi xe sau tiếng mới về đến thành phố Giáp Biên, tôi mua mấy bó hoa cùng với ít hương vàng đi ra nghĩa địa. Lúc lên đến nơi tôi thấy cỏ mọc ở mộ của bà tôi, mẹ tôi và chị Linh đã được ai đó dọn dẹp rất sạch. Bia mộ được lau sáng bóng. Trên mộ mấy que hương cũng dường như mới chỉ tàn được một lúc. Tôi có chút ngần người còn cảm thấy có chút hương thơm quen thuộc phảng phất quanh đây có chút tàn dư sót lại giống như thể người vừa mới rời đi nhưng tôi không muốn để tâm nên chỉ thở dài đặt hoa xuống hồi ấy bà tôi và mẹ tôi mất vẫn còn di ảnh chỉ có chị gái tôi đến một bức ảnh còn không có tôi ngồi xuống nhìn lên mấy dòng chữ đơn sơ lại nhớ đến ngày ba chị em tôi gào khóc chia tay nhau ở trung quốc cho dù Tôi có suy nghĩ thông suốt, nhưng khi nhìn thấy những nấm mộ của người thân, tôi vẫn đau đớn và bất hạnh vô cùng. So với tất cả những nỗi đau mà chị em tôi chịu, tôi làm sao có thể quên đi hận thù được chứ? Những tháng năm mất mẹ là những tháng năm tăm tối và khổ sở nhất trong cuộc đời của tôi. Gió trên đồi thổi xuống, xua tan đi cái oi bức của mùa hè, những bông hoa cúc trắng là tà bay theo gió. Tôi đưa tay giữ lại Cuối cùng không kìm được sự nhớ nhung Đau đớn Cuộn dâng nước mắt Ẩn ẩc chảy xuống Rất lâu sau Tôi mới nghe được tiếng của mình Khản đục cất lên Mẹ ơi Con nhớ mẹ Tôi rất nhớ mẹ Khoảng thời gian được sống cạnh mẹ Chỉ vòn vẹn có 8 năm trời Nhưng tôi chưa bao giờ quên Cách mẹ ôm tôi Tôi chưa từng quên ánh mắt dịu dàng mẹ dành cho tôi và tôi chưa từng quên đi gương mặt mẹ, chẳng bao giờ quên được những nỗi đau mà mẹ tôi phải gánh chịu. Nước mắt tôi rơi đầy xuống bó hoa cúc trên tay. Nghĩ đến những ngày mẹ tôi tinh thần không ổn định, bà vẫn ôm lấy chúng tôi, chở che cho ba chị em chúng tôi ngày qua ngày. Vậy đấy, tôi lại thấy đau thương khốn cùng. Quả thực cho đến giờ phút này Tôi chưa từng thấy có nỗi đau nào Lớn bằng nỗi đau mất đi người mẹ thân yêu Đó là một sự đà kích Một nỗi đau đớn kinh hoàng và khổ sở Ước mơ lớn nhất của tôi mỗi dịp sinh nhật đến Là có vòng tay của mẹ ôm tôi Nhưng sau những tháng năm bị cuộc đời đầy đọa Tôi chẳng còn mơ ước viển vông đó nữa Tôi chẳng còn tin vào thứ gọi là phép màu cũng may sau này ông trời cho tôi thêm một người mẹ nuôi đáng tiếc mẹ nuôi không sống một đời với tôi được bà lại bỏ tôi mà rời đi sang thế giới bên kia thật ra tôi chưa thường thấy mình tàn nhẫn bởi vì suy cho cùng nỗi đau của gia đình tôi thực sự là do mụ phượng gây nên sự xót thương duy nhất tôi dành cho lâm nhưng tôi không thể nào quên đi việc anh là con trai của mụ gì ghẻ Tôi không thể nào dính dáng đến Lâm được Càng không thể nào yêu Lâm Bởi bên cạnh anh từng giây từng phút đối với tôi Đó chính là sự đau đớn và mỏi mệt Từng giây từng phút Tôi đều phải đối diện với sự dày vỏ khôn nguôi Thậm chí Sự xót so thương tôi dành cho anh Tôi còn cảm thấy tội lỗi đầy mình Mấy ngày hôm nay Tôi gần như ám ảnh và chìm đắm Không có lối thoát Chỉ cần nhớ đến việc Mẹ tôi chết ra sao Chị tôi chết thế nào Nhớ đến những việc tàn ác Đất không dung trời không thao của mụ gì ghẻ Mà tôi lại nảy sinh tình cảm với Lâm Tôi thấy bản thân mình Giống như phạm tội vậy Tôi Tôi đã phạm tội tày trời mất rồi Cứ như vậy bật khóc Cứ như vậy tâm sự với mẹ Khi đến tối Tôi mới loạn choạng đứng dậy Lau lại bia mộ cho bà cho mẹ cho chị Linh thắp thêm một nén hương nữa Tôi mới quyết định rời đi Đêm ấy tôi ở lại thành phố Giáp Biên một đêm Sáng sớm hôm sau mới bắt xe xuống cảng Vân Đồn Để trở về đảo Trước khi lên tàu Tôi vào Facebook của Lâm một lượt Tất cả những bình luận chửi bới từ đợt trước Đã được xóa gần hết Chỉ còn vài nick ảo Vẫn để nguyên những câu chửi Thế nhưng Lâm dường như không bận tâm, anh không hề phản bác hay là tự tay xóa đi những bình luận ấy. Anh cứ để mặc, cho ai muốn chửi thì chửi, muốn bới móc mình thì cứ bới móc. Tôi thở dài, tôi block Facebook của anh, xóa điện thoại, sau đó bước chân lên tàu. Suốt gần một năm nay, mỗi lần về đảo, tôi thường đi cùng với Lâm. Đây là lần đầu tiên trở về một mình sau khi tôi kết hôn Sóng đầu hè rất êm dịu Nước biển cũng một màu xanh thầm Tôi nhìn ra những dãy núi xa xa kia Lại nhớ đến mấy ngày Tết Lâm mua đồ về quê cùng với tôi Thật ra trời phú cho tôi Một trí nhớ khá tốt Thế nên có những chuyện Thời thơ ấu tôi vẫn còn nhớ rất rõ Tôi cho rằng Đó là điểm mạnh của tôi Nhưng bây giờ tôi cảm thấy Nó chính là điểm yếu của mình Bởi vì những chi tiết khi ở bên cạnh Lâm tôi không thể nào quên đi được. Tôi tự an ủi mình rằng là do tôi sống cạnh anh một khoảng thời gian không hề ngắn. Nhưng tôi còn trẻ, tháng năm còn dài. Rồi từ từ tôi sẽ quên đi được tất cả. Có phải hay không? Về đến đảo trời đã xế chiều. Tôi bắt một con xe túc túc về nhà. Ánh mặt trời chiều đỏ rực xuyên qua những lá kim chiếu thẳng xuống dòng sông. Xung quanh bờ, bãi hoa dại, đã mọc phủ kín giống như một tấm thảm đầy màu sắc vậy hàng phi lao cũng cao hơn tết rất nhiều tôi lặng lẽ nhìn cảnh vật từ từ lướt qua cách đây bốn năm tôi rời đào lên hà nội chỉ có một mình giờ đây khi tôi quay về cũng chỉ có một mình đi hết một vòng luần quần của cuộc đời trải qua bao nhiêu dông bão hận thù cuối cùng tôi vẫn đơn độc một mình xe đi hai mươi phút cũng dừng ở cổng nhà tôi Tôi trả tiền cho bác lái xe, sau đó kéo vali vào trong nhà. Mấy tháng không về, nhưng ngôi nhà vẫn sạch sẽ gọn gàng. Tôi thắp cho mẹ tôi nén hương, rồi quét qua nhà, dọn đồ cất vào trong tủ. Căn buồng thoảng qua hương xà vải, nắng mai. Còn có mùi nắng hành hao thơm dịu dịu. Về đây rồi, vậy mà quần quanh vẫn còn bóng dáng lâm. Tôi vừa cảm thấy bực bội vừa khó chịu, lại vừa thấy tim mình quặn thắt. Cuối cùng tôi nhảy lên giường Thay bộ chăn ga khác Đáng tiếc Chăn ga trong tủ đều do tự tay lâm giặt Cũng là anh ngâm xà vải Và phơi nắng Anh có biết Tất cả mọi thứ anh làm Đều phảng phất trong ngôi nhà này hay không Buổi tối tôi ăn cơm xong Liền lên giường nằm ngủ Nhưng xoay đi xoay lại Vẫn không thể nào ngủ được Tôi nghĩ có lẽ Tôi quen nếp sống ở Hà Nội Nên về đây cũng không thể nào ngủ sớm ngẫm nghĩ một lúc Tôi bật dậy thay quần áo Rồi lấy một chai rượu cho vào dọ xe đạp Đạp thẳng ra ngoài bãi biển Đêm mùa hè trăng rất tròn Sao cũng rất sáng Không cần đến đèn điện như thành phố Và đường đi vẫn sáng rực Hai bên đường gió thổi vi vu Dòng sông cũng gợn lên những đợt sóng nhẹ nhẹ Tôi không muốn nghĩ tới bất cứ điều gì khác Nên cố gắng đạp xe thật nhanh. Bầu trời đêm nay rất đẹp, trăng 16 tròn vành vạch chiếu một màu vàng rực xuống mặt biển, xung quanh là cả trăm ngàn những vì sao lấp lánh. Thế nhưng có lẽ bởi vì quá ấn tượng về trận mưa sao băng mà Lâm từng dẫn tôi đi nên cảnh vật đêm nay tôi không thấy kỳ ảo giống như đêm sao băng hôm ấy. Mặt biển đêm vỗ sóng quanh bờ, những đám mây hồng bao phủ quanh núi, núi non trùng điệp nhưng tôi lại có cảm giác hoang tàn một cách lạ kỳ. Tôi nhìn lên bầu trời đầy sao kia, nhìn lên ngôi sao sáng nhất, trái tim lại thổn thức và nhớ đến một người. Biết rằng không nên nhung nhớ, nhưng trái tim lại không nghe lời tôi, chỉ cần nghĩ đến thôi. Tôi lại thấy toàn bộ ký ức ùa về. Tôi thẫn thờ đưa tay lên chạm đến ngôi sao ấy, tự hỏi rằng nếu kiếp này tôi và Lâm chết đi, Liệu kiếp sau chúng tôi có gặp lại nhau hay chúng tôi lại biến thành những ngôi sao sáng chói kia? Nhìn thì rất gần đấy, nhưng mà xa xôi tựa nghìn trùng. Liệu rằng có còn kiếp sau hay không? Tôi nhớ đến lần tôi và Lâm ở ngoài bìa rừng ngắm tàu phát sáng. Khi đó Lâm nói với tôi rằng tôi chính là một ngôi sao sáng nhất trong đôi mắt anh. Anh hy vọng rằng nếu sau này đi đâu trở về vẫn có một ngôi sao sáng nhất chờ anh vốn dĩ nghĩ rằng đó chỉ là những lời nói rất đỗi bình thường nhưng lúc này đây tôi lại cảm thấy rất đau lòng tôi không thể nào chờ lâm và anh cũng không thể nào chờ tôi trong nhân gian đầy bi thương này gặp gỡ đã là một sai lầm tôi đã chuẩn bị tinh thần rất tốt cho việc chia ly nhưng có những nhớ nhung vẫn không thôi khắc khoải Gió đêm nay rất lớn, ngồi trên chiếc tròi để mặc cho gió biển hất tung cả mái tóc. Trong lòng tôi không vui, nên tôi mở chai rượu ra, cho lên miệng, định tu một hớp. Thế nhưng vừa chạm môi vào, tôi cảm thấy cổ họng của mình trào dâng một cảm giác tầm lợm, không kìm được mà nôn khan. Rõ ràng trước kia tôi rất thích uống rượu sim, tử lượng của tôi rất tốt, vậy mà bây giờ chỉ cần ngửi thôi, tôi liền cảm thấy khó chịu, tôi thử lại thêm một lần nữa nhưng lần này phản ứng cơ thể còn kinh khủng hơn cả lần trước tôi suýt chút nữa nôn toàn bộ thức ăn trong cơ thể của mình ra ngoài tôi cố gắng chấn an rằng mình bị dạ dày tôi bị viêm đến mức bị nặng rồi nhưng trong lòng lại có một linh cảm vô cùng bất an trong một giây một lát đột nhiên tôi bỗng người thấy mùi nắng mai quen thuộc thoảng qua cánh mũi tôi tôi không muốn tin lâm đang ở đây và cũng không muốn có liên quan gì nữa, nên vội vã đi xuống, đặt chai rượu vào giỏ xe rồi phi thẳng về nhà. Nghĩ đến nỗi đau của gia đình, tôi biết mình không thể nào có bất cứ ý nghĩ nào khác về mối quan hệ oan trái này. Tôi hy vọng dùng thời gian để chữa lành tất cả, cũng quên đi khoảng thời gian vừa qua. Bây giờ đây tôi thực sự không dám nghĩ đến điều kinh khủng đang lóe lên trong lòng tôi. Tôi sợ Tôi sợ mình có thai. Ngay từ đầu cho đến khi kết thúc đoạn lương duyên này và đến giờ phút này, tôi không thể nào chấp nhận nếu như có một sợi dây nào ràng buộc tôi và Lâm. Tôi thực sự rất sợ. Tôi không biết mình đạp xe đạp về nhà như thế nào, chỉ biết khi vào đến buồng, tôi vẫn thấy tinh thần có chút hoang mang. Điện thoại không có sóng nhưng vẫn xem được lịch lúc nhìn thấy ngày được khoanh đỏ cách đây đã hơn ba tháng đầu tôi bỗng nổ ầm ầm một tiếng kỳ kinh nguyệt của tôi đã ba tháng rồi chưa có sao trước kia thi thoảng tôi vẫn trễ kinh như vậy nhưng dù có thất thường chỉ là muộn từ một đến hai tháng thôi chưa bao giờ quá ba tháng tôi vẫn cố gắng tự nhủ rằng xác suất có thai khi dùng biện pháp tránh thai là cực kỳ thấp ông trời sẽ không đến mức ác độc triệt đủ mọi đường sống của tôi chắc chắn ông ấy không đến mức để cho tôi rơi vào trường hợp kinh khủng này trường hợp ít ỏi dùng thuốc tránh thai nhưng vẫn có thai tôi tin rằng tôi chắc bẩm rằng mình không thể nào có thai được tôi chắc chắn chỉ đau dạ dày thôi và bị rối loạn kinh nguyệt thôi tôi thực sự không tin là mình có thai và để chắc chắn hơn, ngày sáng hôm sau tôi dậy đi chợ, có ghé vào hiệu thuốc để mua thuốc dạ dày và cao ích mẫu. Bình thường vào hiệu thuốc tôi mua cái gì, người ta bán cho tôi cái đó. Nhưng hình như hiệu thuốc này đổi chủ, cô dược sĩ trẻ, còn mới tinh, giọng nói thành phố, nghe tôi đọc tên thuốc thì nhìn tôi một lượt và hỏi ngay. "Thế đơn thuốc của chị đâu ạ? À? Bây giờ mua thuốc cần phải có đơn ạ? À? Trước kia tôi vẫn mua thuốc bình thường." có cần đơn đâu à? cũng không hẳn là bắt buộc phải có đơn đâu chị. nhưng bây giờ nhiều người người ta mua thuốc vô tội vạ lắm, uống về có tác dụng phụ hoặc là không hết được bệnh do không đúng loại thuốc. thế rồi sau này lại ra ngoài này đổ cho hiệu thuốc chúng tôi bán thuốc linh tinh. thế chị làm sao mà phải uống thuốc dạ dày với cả cao ích mẫu? đi khám bác sĩ rồi à? hay là tự tự chuẩn đoán ở nhà đấy? à thì tôi tôi bị rối loạn kinh nguyệt. Tắc kinh hơn 3 tháng rồi Còn dạ dày Thì tôi cảm thấy bụng luôn khó chịu Dạo này thường xuyên có cảm giác nôn khan Tôi chưa đi khám Chưa đi khám Thế mà chị tự kê đơn thuốc cho mình à Chị có chồng chưa Thế chị thử thưa Thử gì cơ Thử thai Thử thai sao Tôi tôi chưa thử Trong mấy tháng nay Chị có quan hệ không Tôi có nhưng mà tôi có dùng biện pháp tránh thai các biện pháp tránh thai đều có xác suất có thai mà chị bao cao su không phải là tuyệt đối mà thuốc dạ dày này phụ nữ có thai không uống được thế nên tôi khuyên chị chị cứ thử thai trước đi tôi nghĩ với các biểu hiện của chị tôi nghiêng về việc chị có thai nhiều hơn là chị bị đau dạ dày đấy nếu thử không có thai thì lên phân viện khám qua đi sau đó xuống đây tôi kê thuốc cho lời nói của cô dược sĩ giống như đang khơi dậy toàn bộ nỗi sợ hãi của tôi suýt chút nữa tôi đã vùng chạy khỏi hiệu thuốc nhưng rồi cuối cùng tôi bình tĩnh hít một hơi thật sâu sau đó run rẩy vậy cô bán cho tôi một que thử thai đi về đến nhà tôi vào buồng vệ sinh bóc que thử thai ra thử suốt thời gian thử thai tôi vẫn luôn cố chấp tin rằng tôi không thể nào mang thai tôi không phải là một thiếu nữ mới lớn và không biết phòng tránh cho bản thân mình ngược lại tôi còn thủ sẵn các biện pháp tránh thai trong các trường hợp khác nhau nữa thế nhưng khi que thử thai hiện lên hai vạch đỏ tôi đã hoàn toàn bất động tinh thần tôi bị đả kích nghiêm trọng trong giây lát tôi cảm tưởng như có cả trăm ngàn tia sấm chớp ập đến đất trời cũng như sụp đổ dưới chân tôi giật lâu sau tôi mới có thể lùi lại lao thẳng ra sân lấy xe đạp phóng xuống hiệu thuốc tôi run lập cập hỏi ngay có thể có trường hợp que thử thai hai vạch nhưng mà không có thai không ạ có chứ à, ví dụ như que bị hỏng hoặc là dương tính giả nhưng mà trường hợp này hiếm lắm chị chị à chị có thể lấy cho tôi tất cả các que thử thai ở hiệu thuốc này được không mỗi loại một que có được không Cô dược sĩ nhìn tôi hơi nhíu mày Nhưng không nói gì Mà lặng lặng đưa cho tôi năm que thử thai Của năm hãng khác nhau Tôi rất hy vọng rằng Que thử thai ban đầu bị hỏng Nhưng khi cả năm que tôi thử Mua cùng một đợt Đều cho kết quả hai vạch Tôi mới hoàn toàn sụp đổ Mấy ngày hôm nay Tôi đã tự mình che giấu đi Những phản ứng sinh lý của bản thân tôi Nhưng cho đến giờ phút này tôi đã tuyệt vọng chấp nhận một sự thật. Tôi thực sự đã mang thai con của Lâm, đã mang trong mình dòng máu của kẻ mình thù hận nhất. Tôi cúi xuống nhặt năm que thử thai lên, sau đó không kiểm soát nổi bản thân, ném thẳng ra ngoài, rồi gào lên, khóc như một đứa điên. Tôi điên thật rồi, tôi bị điên thật rồi. Trước kia tôi cứ ngỡ rằng tôi đã vượt qua được tất cả mọi giới hạn của nỗi đau rồi. Nhưng đến giờ phút này, tôi mới cảm thấy tuyệt vọng không thể nào bước tiếp. Cứ ngỡ rằng có một chút hy vọng để bước tiếp quãng đời về sau, sẽ sống một cuộc sống khác, tốt đẹp hơn. Vậy mà ông trời lại nhiệt ngã với tôi thế này đây. mang thai con của Lâm sao? Đồng nghĩa với việc đưa bé có đến một phần tư dòng máu của mụ gì ghẻ. Tôi, Tôi thực sự không thể nào chấp nhận, tôi không chấp nhận đây là sự thật. Đây là một tội lỗi tày trời, tôi không thể nào đối diện với mẹ tôi, đối diện với chị gái tôi nơi suối vàng được. Nước mắt như màn sương mặn đắng, tôi ôm lấy đầu cứ như vậy khóc tức tưởi. Tôi tự trách mình, tại sao lại để ra cơ sự này? Nhưng tôi, tôi không biết mình sai ở đâu từ đầu đến cuối tôi chưa một lần nào là không tính kế để tránh thai cả. Rốt cuộc, rốt cuộc là tôi gây ra nghiệp chướng gì mà kiếp này lại chồng chất khổ đau như vậy chứ? Tại sao? Tại sao mọi chuyện lại đến với tôi thế này? Tôi cứ như vậy mà khóc, khóc được một lúc, tôi loạn choạng đứng dậy, định ra ngoài lấy xe đạp, đạp ra hiệu thuốc. Thế nhưng vừa mới đứng lên, Tôi thấy bên ngoài có tiếng bước chân quen thuộc Tôi hoàng hốt lùi người lại Nhưng chưa kịp nhặt đống que thử thai vừa ném đi Thì tôi lại thấy Lâm bước vào Dường như anh vừa chạy một quãng đường rất xa Tóc của anh không còn hình dung gì Không còn da dạng gì nữa Anh nhìn thấy tôi Sự đà kích và hoảng loạn của tôi càng thêm nặng nề Tôi lao thẳng vào người của Lâm Vừa đánh vừa gào thét Anh đến đây làm gì? anh còn đến đây làm gì? Không phải tôi nói rằng tôi không muốn gặp anh rồi sao? Anh đến đây làm gì? Anh đi đi, đi ra khỏi nhà tôi ngay! Lâm không hề né tránh, để mặc cho tôi vừa đánh vừa chửi. Đôi mắt chỉ nhìn chằm chằm vào đống que thử thai, hai vạch đỏ trói. Tôi ngước mắt lên nhìn Lâm. Có lẽ khi con người đã chạm đến cực hạn đau khổ thì không còn cảm giác gì nữa. Lúc này đây tôi không còn hoảng loạn hay mất bình tĩnh mà tôi lùi chân lại, liếc nhìn đống que thử thai. Tôi cười nhạt. <cười> anh nhìn cái gì? Tôi có thai rồi. Thì sao? Thì đã làm sao nào? Sự bình tĩnh đột ngột của tôi khiến Lâm có chút dững sờ. Anh nhìn tôi giống như vừa mới bước hụt chân xuống cầu thang vậy. Rất lâu sau mới cất tiếng, tựa như hỏi tôi, cũng tựa như van xin. Diệp Anh, em có thể sinh đứa bé này ra được không tôi cười lớn hơn nụ cười mang vạn phần châm biếm cái gì cơ sinh <laughs> đứa bé này ra sinh con cho anh sao anh đang nghĩ gì thế à ánh mắt của lâm rất tối tựa như bầu biển khơi mờ mịt trong đêm anh siết chặt hai tay mặc kệ lời châm biếm của tôi anh kiên nhẫn nói với tôi chỉ cần em sinh nó ra em muốn cái gì tôi đều chấp nhận tôi chẳng muốn gì ở anh cả điều duy nhất tôi muốn ấy, là tôi muốn cuộc đời của tôi không dính dáng gì đến anh không liên quan gì đến anh mà anh biết tôi mang thai đồng nghĩa với điều gì không đồng nghĩa với việc tôi có một mối ràng buộc với anh vậy nên để không liên quan không dính dáng tôi chỉ có thể bỏ nó diệp anh anh đừng có gọi tên tôi bây giờ anh về đi tôi nói cho anh biết Đừng mơ tôi sinh con cho anh. Đừng có mơ tôi để dòng máu của mẹ anh chảy trong người của tôi. Tôi biết là em hận mẹ tôi. Và tôi biết em hận tôi. Những chuyện mẹ tôi làm với gia đình em đối với em là những tội lỗi không thể nào chấp nhận và tha thứ. Em muốn trả thù thế nào cũng được, thậm chí em muốn giết tôi. Tôi đưa dao cho em giết tôi. Nhưng nhưng đứa trẻ này không có tội, nó là một sinh mạng mà diệp anh tôi xin em em có thể giữ con lại được không chỉ cần em giữ con lại em muốn tôi làm gì tôi đều đồng ý em muốn tôi biến mất tôi cũng vĩnh viễn không bao giờ xuất hiện trước mặt em ai bảo với anh là nó không có tội tội của nó chính là con của anh đấy tôi có thể sinh con cho bất cứ ai ngoại trừ anh anh lâm ạ à. tên đàn ông nào tôi cũng có thể sinh con miễn không phải là anh anh hiểu chứ Tôi dùng đủ biện pháp tránh thai rồi Tại sao nó vẫn xuất hiện Là nó tự đầu thai sai chỗ Anh đừng có nói thêm lời nào nữa Tôi không muốn nghe Và tôi không sinh nó ra đâu Nói đến đây tôi lặng lẽ xoay người đi Thế nhưng Lâm lại vội vàng túm lấy tay tôi Anh nói như gào lên với tôi Đúng Nó là con của tôi Là lỗi của nó Là lỗi của tôi nhưng nó cũng là con của em mà Em nói xem Nó nằm trong bụng em Em nói bỏ nó Em có thể bỏ nó Dễ dàng như vậy sao Nó mang dòng máu của tôi Nhưng cũng mang nửa dòng máu của em cơ mà Tôi hất tay của Lâm ra Đáng tiếc Anh túm rất chặt Tôi liền vùng vẫy dãy rùa Cuối cùng tôi vung tay Tát lên mặt của Lâm một cái Nó có mang dòng máu của tôi Thì tôi vẫn bỏ nó thả đau ngắn còn hơn đau dài tôi bỏ nó thì tôi mới có cơ hội để làm lại cuộc đời của tôi chứ chỉ cần liên quan một chút đến mẹ con anh là tôi sẽ cắt cắt phăng tất cả gương mặt của lâm in hẳn năm ngón tay của tôi những nỗi đau thể xác dường như không đau bằng nơi trái tim đang đập ánh mắt anh đỏ hoe giọng nói đầy đau đớn chỉ cần em nói ra điều kiện dù có khó khăn như thế nào Tôi cũng đáp ứng cho em Chỉ cần em sinh con ra Em muốn cái gì tôi cũng làm cho em Thế bây giờ Anh có tự tay giết mẹ anh Tôi cũng không sinh con ra đâu Với lại làm sao anh có thể giết được mẹ mình chứ Anh còn muốn cứu bà ta cơ mà Anh muốn giảm án cho bà ta còn gì Anh còn giữ 40% cổ phần công ty lại Để khắc phục hậu quả Mà mẹ anh gây ra còn gì Có đúng không Ánh mắt của Lâm lúc này có chút khó hiểu nhìn tôi. "Tôi không hề làm như vậy, tôi không hiểu em đang nói gì, nhưng tôi không dùng bất cứ đồng tiền nào để khắc phục hậu quả mà mẹ tôi gây ra. Bởi vì công ty đang gặp biến cố, tôi chưa thể nào chuyển ngay 40% cổ phần cho em được. Tôi không hề giữ lại để cứu mẹ tôi mà tôi muốn mua." <laughs> Lâm nói đến đây thì hơi dừng lại, dường như định nói gì đó. Nhưng lại thôi Chỉ nói tiếp Tội của bà ấy như thế nào Cứ để pháp luật xử tội Tôi làm sao có thể lấy tài sản gia đình em Để cứu mẹ tôi Trong khi em và gia đình em Phải trải qua những chuyện kinh khủng chứ Anh đã biết gia đình tôi trải qua những gì Thế thì vì sao Anh còn muốn tôi sinh ra đứa bé này Anh cố chấp muốn sinh nó ra để làm cái gì Bỏ nó đi Sau này anh lấy vợ anh muốn sinh ra bao nhiêu đứa mà trả được. Tôi sẽ không lấy vợ. Ngoài đứa bé này, tôi cũng không cần thêm đứa con nào với ai khác. Nó là một mạng người. Ngoài tội là con của tôi, nó chả có lỗi lầm gì cả. Diệp Anh à, em không muốn nuôi nó. Em sinh nó ra rồi giao cho tôi. Tôi sẽ nuôi con. Từ sau đó em không cần nhìn đến con Coi như chưa từng sinh ra nó Coi như không có đứa con này Tôi và con sẽ sang nước ngoài sinh sống, sẽ không bao giờ xuất hiện trước mặt em. Suốt thời gian mang bầu và sinh con, tôi sẽ đưa em đến một nơi không ai biết, đợi em sinh con xong, tôi sẽ mang con đi, sẽ không bao giờ liên quan gì đến em nữa. Như vậy là được rồi chứ gì? Nghe những lời này của Lâm, tôi ôm lấy mặt mình và khóc tức tưởi. Đứa bé là con của tôi là máu thịt của tôi. Nhưng nó lại là con của Lâm, là cháu nội của mụ Di ghẻ. Bà ta hại chết mẹ tôi, hại chết chị tôi, là kẻ đẩy gia đình tôi tan nát khổ đau và bất hạnh. Tôi làm sao có thể sinh nó ra được chứ? Tôi có thể nuôi nó sao? Mỗi ngày nhìn thấy con, lại nhớ đến việc nó mang trong mình nửa dòng máu của kẻ thù. Tất cả hận thù và những nỗi đau trong quá khứ lại trào dâng. Tôi làm sao có thể tha thứ cho bản thân mình? làm sao có thể đối diện với vong linh người thân của tôi chứ cho đến tận bây giờ tôi vẫn khắc ghi câu nói của chị linh chỉ cần lâm là con của mụ gì ghẻ thì tôi phải hận đến chết vậy thì đứa bé này là con của lâm tôi phải đối với nó như thế nào đây kể cả sinh nó ra rồi giao cho lâm xem như nó chưa từng tồn tại tôi cũng không thể làm được 9 tháng 10 ngày mang nặng đẻ đau Giao con cho anh Bảo xem như không tồn tại Quên nó đi Trừ khi tôi mất trí nhớ Thì tôi mới có thể làm được Quý vị và các bạn thân mến Tâm An vừa mới gửi đến cho quý vị và các bạn Tập 21 của câu chuyện Sao sáng chờ anh về Một tác phẩm được viết bởi tác giả Phạm Vũ Anh Thư Tâm An xin cảm ơn tất cả quý vị đã đồng hành cùng với Tâm An trong câu chuyện này. Vậy là sau khi mà lắng nghe xong tập 21 của câu chuyện này Tâm An lại vô cùng xúc động và rất thương cho Diệp Anh bởi vì đến cuối cùng thì ông trời cũng muốn à, cô và Lâm được gắn kết với nhau và ông ấy đã ban cho cô một người con. Và không biết được rằng là quyết định của Diệp Anh như thế nào nhỉ Chúng ta sẽ cùng nhau lắng nghe tiếp tập 22 của câu chuyện này để biết thêm những tình tiết bất ngờ tiếp theo quý vị nhé cảm ơn quý vị đã luôn đồng hành cùng với tâm an trong câu chuyện này và chúc cho quý vị có một ngày thật nhiều niềm vui thật nhiều hạnh phúc hẹn gặp lại quý vị vào chương trình phát sóng tối nay